hiện tại thì chồng em bị mất. Thì lúc ra thì thấy chắc xe mà người cũng có. Thì từ lúc em đi đến giờ thì cũng được 8 tháng rồi. Vợ chồng ở bên nhau có tình mấy năm trời rồi, giờ tự nhiên có một người cũng có là khiến em rất là buồn. Mình nên làm một cái gì hoặc là cho người ta một cái cần câu để người ta có một cái công việc hàng ngày. Bây giờ yêu ai nhất nè? Yêu cả hai. Yêu cả hai là cả ba cả mẹ à? Thế bây giờ ba mất rồi thì có thấy là trên vai mình nó hơi nặng một chút không? Mình phải chăm sóc mẹ với em nha. Xin chào mọi người. Hà ở Quảng Bình nhưng mà chưa bao giờ đi tới vùng này luôn á. Tới mấy cái chỗ này. Chỗ này chỗ mới hả mẹ? Cũng trên Cồn nhưng mà nó mở rộng, nó là xa thế. Nó vùng giống kiểu ngoài thành. Chị. Chào em. Dạ, chào chị. Em tên là Hà. Dạ. Anh tên gì? Em tên là Sơn. Sơn. Dạ. Sơn Trang. Dạ, Sơn Trang đấy ạ. Mình đang về miền Sơn Trang luôn. Ồ thế à? Dạ, miền này cũng có núi thì cũng có. Có liên quan gì với nhau không? Dạ có. Là đang vợ là vợ hai. Là vợ chồng luôn. Chị mới về xong thì bây giờ hiện tại là năm nay Hà đang muốn làm một cái chuỗi kiểu dạng như trao học bổng cho các em bé. Ví dụ như là mồ côi hoặc là khó khăn mà tất cả các bạn thực ra mình muốn cho một cái tương lai các bạn tốt hơn. Hoặc là sẽ sau này sẽ đi xem một số trường hợp mà những em bé mới sinh ấy, mà thiếu tháng cũng như kiểu ở vùng quê như thế này thì điều kiện vật chất rồi cơ sở hạ tầng không có thì chắc chắn là đáng nhẽ các em sẽ sống được nhưng cuối cùng là không may mắn lại không sống được. Thì chị cũng muốn làm những cái trường hợp như vậy. Thì bây giờ hiện tại mình không biết là các bạn tìm ra được một cái hoàn cảnh như thế nào nhỉ? Hoàn cảnh bây giờ mình đang vào đấy là gia đình của chị Liên. Liên? Chị là có một cái hoàn cảnh là chồng vừa mới mất là do tai nạn đuối nước. Nhưng trong đó hai vợ chồng thì được hai người con. Thì con bé Quốc Lính á, thì năm nay học lớp 2. Còn cái bé An Nhiên 6. Thì bé là hiện tại là ví dụ là chẩn đoán là bị đồng kính. Hoàn cảnh của nhà chị rất là tội. Chị thì lại không có cái công ăn việc làm ổn định nè. Đâm ra là cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì hiện tại bây giờ là không có một cái nguồn thu nhập nào ở đó. Chúng là không có cái việc làm gì cả nên không ổn định. Nên là người gia đình cũng thuộc khó khăn của địa phương. Thì bây giờ trong cái trường hợp này, ngoài cái chuyện mình cho bạn học bổng thì theo em là mình nên làm một cái gì hoặc là cho người ta một cái cần câu để người ta có một cái công việc hàng ngày. Chứ bây giờ thụ động như thế này thì thực ra cho bao nhiêu cũng sẽ không đủ cả. Thì ở đấy thì cũng là gia đình cũng khó khăn thì theo em thì nên tặng cho họ một cái cặp bò để cho gia đình chăm sóc. Về sau đó để có một cái sự phát triển trong cái kinh tế của gia đình. Ok. Thế bây giờ mình cứ đi vào trong bên mình xem thử câu chuyện của chị đấy như thế nào. Dạ được, mời chị. Được cái như mọi người ở quê mà rất là sạch, để ý nãy giờ ngoài đường vườn này kia rất sạch. Bữa là chồng em đi làm về xong xin về sớm hơn 2 tiếng. Ở nhà vừa con được 2 tiếng xong một tối thì chồng bảo là giờ để anh đi câu kiếm ít cá về để mai nấu cho con ăn. Đến 11:30 thì cô cũng thấy về. Đến 2 giờ thì kiểu trong cảm thấy thằng bôn trôn khó chịu thì gọi điện thì không nghe máy. Thì lúc ra thì thấy chắc xe mà người cũng có. Gọi mọi người tới tìm thì đến lúc sáng đến gần 6 giờ mà tìm được anh Lý. Thì từ lúc anh đi đến giờ thì cũng được 8 tháng rưỡi. Lấy chồng thì ở với nhau cũng được gần 10 năm rồi thì tình cảm thì cũng thể
nói một hai câu là xong được. Vợ chồng ở với nhau có tận mấy năm trời rồi, giờ tự nhiên có một người không có nó thì thấy rất là buồn. Bình thường thì có anh thì cũng đỡ, giờ có anh thì một chắc thì nó áp lực với nhiều. Vợ chồng em cũng muốn ở với anh để hết thương mạnh khỏi anh, rồi mẹ mẹ con sẽ xin ông ba lên ngoài dừng cái nhà sơ sơ lên, rồi mẹ mẹ con ở rồi nhờ ông ba vay mượn mua cái gì đó về để mình chẳng nuôi á, rồi đưa đón con đi học, rồi ai có gọi mình đi làm gì thì mình cũng cố gắng đi làm, tìm kiếm đồng vay đồng trong ngày. Tạm thời là đứa là con đời sau như con cái lớn hơn một chút, đỡ thảo thì sẽ tính cách khác. Tương lai của mẹ thì cũng đã lỡ nữa rồi, thì chỉ mong hai đứa học giỏi rồi sau đi lo tôi lo cho hai đứa, chứ cũng tốt cho hai đứa hết. Nếu mà bé học giỏi thì em sẽ cố gắng cho bé đi học hết. Em muốn tiếp tục đi đến trường, đi chăn bon. Nó nằm sao em là em vui mẹ. Chị Liên ơi, chị Liên. Mẹ đâu mô, mẹ mô. Ừ, gọi mẹ nhanh lên. Đóng lại đi nè. Họ chị à? Cô chi à. Biết gì hết. Chào chị Liên à. Chị Liên à. Biết hay không không quan trọng, bây giờ vô mình xử lý vấn đề nhá. Nghe đồn là có hai người con. Dạ, đúng rồi. Rồi. Đây là có một cháu. Đây là cháu à? Cháu, đây là cháu. Hai bạn tự giới thiệu đi, con tên gì nhỉ? Em tên Đoàn Trần Quốc Linh. Đoàn Trần Quốc Linh. Rồi. Còn đây là em gái của con hả? Mẹ đang làm gì để có thể có cái nguồn thu nhập cho ba mẹ con? Hiện tại thì từ lúc cho em bắt đầu chơi em cũng chưa đi làm được, chỉ có đi làm thêm giống như ai gọi mình làm thì làm đấy thôi. Giống như quét đi dọn nhà hay đi làm cỏ đâu rồi. Có khi 10 ngày là tháng họ kêu bừa con không thì thôi. Nhưng mà mình cũng phải nghĩ tới cái cách mình phải làm gì chứ nhỉ? Dạ thì cũng có nghĩ mới, tại hai đứa bé nó đau nhiều quá, không đi làm được. Hôm bữa bé đi cô đi mới làm viên 10 ngày về, xong được 3-4 ngày thì bé đi lại bị đau lại nhà tiếp. Thường xuyên hay đau. Hôm nay Hà cùng với mẹ của mình với các anh chị trên tỉnh xã ở đây đến, thì Hà cũng được bạn Sơn và bạn Trang giới thiệu tới. Thì bây giờ không biết ước nguyện của mẹ là muốn cái gì ta? Hiện tại thì chồng em mới mất thì em tương lai em cũng hết cơ màn khó trong em, thì em cũng xin ông ba dưới nhà lên trên quê ở, ông ba ngoài giúp đỡ một phần là trong hai cháu. Vậy cái này là nhà chồng. Dạ. Là ở đây sẽ còn ai nữa? Còn ba mẹ chồng với em gái của chồng. À, là cả ba mẹ chồng em gái của chồng ở đây nữa. Các con còn nhỏ này thì khi mà ba mất thì có hỏi gì không? Có. Đều bé đâu thì nói em nhắc mẹ buồn. Mẹ bữa là em treo anh cưới là từ lúc trong em bắt là em không bỏ lên, nên mẹ anh hỏi bám luôn, nói bá ngồi trên bàn á. Mẹ nói bá ngồi trên bàn thơ á, là kêu bà ngồi trên bàn. Còn lâu thay thì em lên mua thạch sáng thì em hay dẫn bé lên, thì bé hay nói bố mua ít bánh, ít kẹo lên thạch sáng cho bà ăn thì bà đói.
Ba ăn xong thì lúc ra về thì bé lại nói ba ăn đó rồi để mẹ con về nhá. Là bé đâu có nói nữa. Còn ai hỏi thì bé nói em nhắc lắm á, nhắc là mẹ khóc lắm, mẹ buồn. Là bé này á. Bé đâu? Còn em bé này thì sao? Em bé này. Chị nghe nói là con bị mắc bệnh động kinh đúng không? Dạ. Bé đấy bị mắc bệnh động kinh từ lúc 7 tháng rồi. Chính xác thì bình thường bé mắc cái gì là cũng khỏe mạnh. Chỉ có lúc đến lúc 7 tháng á, tự nhiên bé đang ngồi chơi bình thường, tự nhiên bé lăn ra là giật đến chưa. Bệnh của bé thì bác sĩ bảo là phải trên 5 tuổi đã mà chuẩn đoán lại được bệnh được. Chứ cũng thể chuẩn đoán được. Nhưng mà cái sinh hoạt đời sống bình thường hay cái suy nghĩ hoặc là ăn nói của em bé bình thường không hay là sao? Ở lớp bé chơi một mình không thì có anh thì chơi một chút xong là thôi. Bé chơi lắm, nói chung bé khó tính với lại kiểu giống như bị tăng động. Hắn giảm tập trung hắn thì với lại một phần cho uống thuốc ngắn ngừa, họ bảo uống thuốc nữa nhiều với bé rất nhiều ảnh hưởng đến thần kinh. Chị nghĩ chắc là với những cái điều đấy nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái cuộc sống với lại suy nghĩ của em đúng không? Bình thường em hôm bữa em cũng đi làm 20, lúc đầu em làm 20 nhưng xin nghỉ nhiều quá mới đi làm lại, xin nghỉ 10 ngày nửa tháng xong là đi làm được 2 hôm lại xin nghỉ tiếp, bé là đau tiếp là đi viện. Xin nhiều lần quá ở trên công ty họ cũng kiểu là nói khó với kiểu nói này nói nó. Nên thời gian xong vợ chồng em thì cũng quyết định giờ mà họ cũng nói lên nói xuống được thôi, thì giờ ngã mô em còn đau thì thôi vợ ở nhà mà chăm con rồi kiếm việc cho đó mà làm. Một thời gian thì em cũng đi làm bưng bế cho họ, nhưng cũng được một thời gian xong bé lại cũng đau không ai chăm thì em cũng phải nghỉ thì xuống làm lại, thì kiểu mà họ cũng nói lên ảnh hưởng đến công việc của họ, họ cũng nói lên nói xuống thôi thì em cũng phải là nghỉ. Chị thì thực sự là chị cũng trong cái tầm tay của chị thôi, thì chị nghĩ là cái tiền học phí cũng khá là vất vả cho mẹ, thì chị sẽ lo cho em tiền học phí đến lớp 12. Chị sẽ cùng với cả bên tỉnh, bên đoàn để có thể lo cho các bạn. Rồi còn lại về mẹ thì chị đang, lúc nãy bạn Sơn cũng có chia sẻ, thì là định cho gia đình một cặp bò. Bởi vì như vậy thì chị nghĩ rằng là từ đó để em cố gắng hơn, em sẽ chủ động cái công việc của mình hơn là chỉ bị động vào cái công việc là người ta cứ gọi em đi làm. Trước mắt thì em cũng sinh ra nông thôn thôi, em cũng nói chung mấy việc nông thôn thì em cũng biết. Nên việc nuôi ra mấy cái loài này thì em cũng có biết, vì trên nhà ông ba cũng có nuôi. Nên đôi lúc cái gì mình không biết thì mình có thể hỏi ông ba. Cũng tiền hơn giờ ở đấy mà cứ đi làm được vài bữa, xin họ làm được vài bữa rồi nghỉ thì là cũng được. Thành ra là chị hy vọng bước đầu là như thế, mình có duyên gặp nhau rồi mình chỉ cho em một cái một ít gọi là cái công việc như thế thì em có thể phát triển tốt hơn cùng với cha mẹ của mình nhá. Bây giờ hai con có muốn nhận quà không? Đi ra ngoài này với cô Hà đi. Học giỏi nhá. Có hứa học giỏi không? Hứa với ba là con sẽ học giỏi, nhanh nào để bảo vệ mẹ và em gái nhanh lên. Ba vừa nuôi mẹ. Cô Hà hỏi lại mà phải nói to. Bây giờ yêu ai nhất nè? Yêu cả hai là cả ba cả mẹ hả? Rồi, thế bây giờ ba mất rồi thì có thấy là trên vai mình nó hơi nặng một chút không? Mình phải chăm sóc mẹ với em nha. Cô Hà sẽ cho con học bổng. Em cảm ơn cô. Rồi hứa với mẹ là sao? Em hứa mẹ là cho học cách giỏi. Dạ. Thank you.
lần mà em mà bị bệnh thì con sẽ làm gì? Mà khi em bị bệnh, em sẽ chăm bé em. Gọi mẹ đúng không? Dạ. Đưa em tới bệnh viện đúng không? Dạ. Còn bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đồng để mình sẽ có hai người bạn mới nha. Xem thử hai người bạn của mình là ai nhá. Ok. Ôm cô Hà, ôm cô. Để mẹ cầm đi, em ôm cô đấy. Ôm cô đó, ôm cô đó. Con đi vào lấy nón đi xem. Con đi vào lấy nón đi xem. Có một tình bé năm ở phòng cấp cứu có 1 tháng. 50 ngày ở trong phòng máy á. Lúc đầu bác sĩ dặn là người nhà chuẩn bị tâm lý cho chắc là chuyển bé đi Huế, thì bệnh của bé giờ là nặng rồi, đáp ứng thuốc được 5 đến 10 ngày. Gần ngay từ 10 bác sĩ mà ra bảo là giờ cho bé đi viện hay chuyển viện hay không, nói nếu mà đáp ứng được thì cho bé nằm ở đây chứ giờ mà đi ở Huế thì không có tiền. Thật sự là không có tiền lắm. Thế bây giờ chưa răng nữa, đúng rồi hè. Bây giờ có một cô rất là xinh đẹp tới bảo cô dẫn đi chơi nha, có đi không? Không luôn à? Rồi thế bây giờ thế con không đi thì cô dẫn em đi nha, thì nói sao? Dạ không có đi, xong rồi mình chạy về luôn nha. Rồi đây, mời các sếp vô. Úi chà, úi chà, coi tối, thằng chui ra sáu thế. Điều gì xấu chứ? Rất là yêu mẹ, yêu em. Này, con có hay được đi ô tô không? Dạ không. Đây là lần thứ mấy con đi ô tô? Đầu luôn hả? Là một người mẹ thì Hà vô cùng thấu hiểu chuyện chăm sóc con cái nó khó khăn như thế nào, và cũng chiếm rất là nhiều thời gian ra làm sao. Và đây là một áp lực của một bà mẹ đơn thân mà người chồng của mình đã mất đi, thì Hà nghĩ rằng là sẽ không có một cái nỗi vất vả và nỗi buồn nào mà có thể tả được. Vì vậy mà khi đến với cái hoàn cảnh này thì thực sự Hà thấy sức mình không có đủ. Hà chỉ mong là sau này khi mà qua cái câu chuyện của Hà đến với các con thì sẽ lay động được nhiều hơn nữa trái tim của các mạnh thường quân, để có thể đi đến nhiều nơi hơn và lắng nghe tất cả những câu chuyện như thế này. Có một điều mà trong câu chuyện buồn này Hà lấy là rất là vui, đó chính là cậu bé trai ấy là rất là hiểu chuyện, mặc dù còn nhỏ tuy nhiên là cũng đã biết chăm sóc cho mẹ rồi, thông cảm cho cái trường hợp của em mình. Vì vậy mà Hà nghĩ rằng là hy vọng là em bé sẽ là một cái trụ cột mới cho người mẹ và em gái của mình. Lúc nãy Hà cũng có nghe nói là em bé thời gian đầu thì hỏi về bố của mình rất là nhiều, nhưng mà sau đấy thì sẽ không hỏi nữa bởi vì sợ mẹ buồn. Thành ra là đó cũng là một trong những câu chuyện mà Hà rất là thương cái em bé này. Và chắc chắn là cũng phải rất là có duyên với Hà, thì ngay từ đầu khi chưa gặp thì Hà cũng đã quyết định là trao học bổng cho em bé này rồi. Khi mà Hà gặp thì Hà thấy rằng là cái quyết định của mình rất là đúng đắn. Hà cùng một người bạn của mình mua hai con bò, một cặp bò để có thể giúp cho mẹ. Người mẹ sẽ không còn ở thế bị động ở trong cuộc sống nữa, mà sẽ chủ động hơn trong công việc kiếm tiền để nuôi dạy hai con của mình. Hy vọng ba mẹ con sẽ cùng nhau, dựa vào nhau để có một cuộc sống tốt hơn. Trưởng đoàn, chú ơi, đây lại đây. Ai đây?
Con chè. Con bò. Có mấy con? Hai con. Có hai con. Wow. Chú ơi, đâu đi vào hỏi chú để mình mua bò nhá. À, rồi hè, chào anh. Dạ, đây mẹ em. Đây là chào chú, giỏi nhỉ. Em mời mấy mẹ con mình ngồi đây đi. Con ngồi đây. Đi lại hỏi giá một con bò bao nhiêu nha. Được không? Làm ăn đi. Chia sẻ với anh một chút. À, cho hỏi là anh tên gì nhỉ? Tên Huân. Tên Huân. Dạ. Anh làm công việc chủ yếu là gì ta? Nông trại ra mới. À, có nông trại ở đây. Con hỏi chú xem một con bò bây giờ mình, gia đình con như thế mà con muốn giúp mẹ thì bây giờ một con bò mình lấy bao nhiêu? Hỏi chú xem, hỏi chú Huân. Chú ơi, một con bò có bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu tiền chú? Một con bò à? Thường thường là chú bán là bao nhiêu? Thường thường là con 20 triệu cũng có, 15 triệu cũng có. Dạ, rồi. Thế thì giờ chú bán cho con bao nhiêu? Hỏi đi. Thế thì chú bán nha. Cho cháu bao nhiêu? Chú bán cháu là 33 triệu. Chú bán cháu là 33 triệu. Một con. Một con. Hai con. Wow. Rồi có trả giá không? Trả giá đi. Cô chú có tặng thêm cái gì nữa không? Chú có tăng ký nữa chú. Rồi bây giờ mình đi ra coi hai bạn bò của mình nhá, để xem thử là có cái gì đặc biệt không nhá. Ok, đi chú. Có gì đặc biệt không nào? Mẹ bò em này. Mẹ bò. Em. Cái món quà này nó trao nó hơi bị đồng. Được rồi. Em lại đây. Rồi. Ba trao cho con. Em lại. Bò. Bò. Rồi. Trao cho con một con bò này này. Nha. À, chị có ba la. Rồi, hình như là em này đang có bầu ạ. Wow. Nghĩa là mua 2 mà tặng 1 đấy ạ. Chúc mừng gia đình. Bởi vì như vậy thì khoảng bao nhiêu tháng nữa là nó đẻ nhỉ anh? Khoảng 2 tháng, đến 3 tháng nữa là đẻ. 2-3 tháng nữa là đẻ. Bò wow. Thì dễ nuôi đúng không? Bò thì chỉ cứ cho cỏ, cho rơm cho nó ăn. Cỏ, rơm về rau khoai lang. À, rau khoai lang. Rau bạp được. Ừ. Rồi, vậy là chúc mừng ba mẹ con nha, là mua 2 con bò nhưng mà sẽ có thêm một em bé nữa. Đây cũng là, chắc là cũng sẽ là một cái điều may mắn, một sự khởi đầu mới may mắn cho gia đình của mình ha. Đúng rồi. Ê, anh ơi, mời anh. Ê, anh ơi, mời anh. Sau khi nhận được món quà này thì chị thấy như nào, có áp lực không? Bởi vì thấy là những ngày sắp tới sẽ nhiều công việc hơn, phải làm việc nhiều hơn đúng không? 2 chú bò thì có thể kiếm thêm một ít thu nhập cho mẹ mẹ con. Thì hiện tại giờ cũng mang bò lên nhà ông bà ngoại tiếp tục cái công việc đấy nữa nha. Rồi từ cái khó nó sẽ ló ra được nhiều cái khôn khác nữa. Mọi người đã hỗ trợ cho gia đình em trong hoàn cảnh khó khăn đấy. Em cũng có gì thì bảo vệ cảm ơn mẹ anh chị nhiều á. Có ông bà ngoại giúp đỡ dành thời gian cho hai con vừa đi học rồi cũng chăm sóc nữa thì mình cũng sẽ phụ ba mẹ làm việc nhiều hơn, mọi thứ nó sẽ tốt hơn ha. Một năm nữa gặp lại là câu chuyện phải khác này, được chưa? Một năm nữa cô Hà gặp lại là phải lớn hơn từng này này. Ok chưa? Phải ngoan này, cho cô Hà coi bằng khen nhá. Được tặng thêm quà nữa là phải học sinh giỏi, ok chưa? Yeah! Rồi. Theo Hà nghĩ nếu mà không có mẹ hoặc không có cha là một cái tổn thương rất là lớn. Sau một cơn bạo bành thì mẹ của hai cháu đã qua đời. Một người như thế rất là tội nghiệp luôn. Hà nghĩ không có người thân bên cạnh là cực kỳ khó khăn. Năm nào cũng học sinh giỏi nhá.